Hại người gặp quả báo, giúp người được giàu sang. Những câu chuyện khiến thế nhân thức tỉnh. Một thầy phong thủy gặp nạn, được một gia đình nghèo nhưng tốt bụng giúp đỡ, cho đồ ăn trong lúc lánh nạn. Vị thầy phong thủy cảm kích đã báo đáp bằng cách tìm huyệt vị tốt cho nhà nghèo kia, để 10 năm sau phú quý, phát tài. Nhưng vị thầy phong thủy này lại có ẩn chứa tâm xấu, rằng khi nhà nghèo kia phát tài thì sẽ báo đáp lại mình rất nhiều tiền của. Vậy sau 10 năm, nhà nghèo kia có thực sự phát tài và báo đáp vị thầy phong thủy năm xưa? Ngay sau đây, quý khán thính giả của Đông Tây Kim Cổ hãy cùng Bình Đức lắng nghe hết câu chuyện nhé! Thuật hại người mất linh nghiệm. Vào thời nhà Minh, có một gia đình sống rất nghèo khổ nhưng tâm địa lại rất thiện lương. Những người nơi khác mất mùa lưu lạc đến địa phương, khi đi qua nhà này đều được gia chủ dốc sức giúp đỡ, cho chút cơm ăn, cho chút cháo ăn. Một hôm, có một người ở miền Nam do bị nạn lụt lội nên đã đến miền Bắc lánh nạn. Trên đường đi qua, trông thấy ngôi nhà, người này nghĩ trong nhà có lẽ có người ở nên đã gõ cửa muốn xin ít lương thực ăn. Nữ chủ nhân ngôi nhà nhanh chóng đem cho ông ta hai cái bánh ngô. Người lánh nạn ăn xong hai cái bánh ngô, trong lòng rất cảm kích, bèn nói với nữ chủ nhân rằng ông chính là một thầy phong thủy danh tiếng. Hiện nay xa cơ thất thế, vô cùng cảm động vì được cô giúp đỡ. Nhưng ông không có tiền báo đáp nên sẽ tìm huyệt vị cho gia tộc cô, tức tìm nơi đất tốt làm mộ phần. Nữ chủ nhân nghe vậy cũng rất vui mừng, bèn mời thầy phong thủy tìm giúp nơi có phong thủy tốt cho mộ phần. Thầy phong thủy nói, sau khi các cụ nhà cô qua đời thì hãy chôn ở đất phong thủy tốt này. Phía trước có ám sơn, kiến trúc che chắn. Phía sau dựa núi, bên trái có thanh long, bên phải có bạch hồ. Hộ xa cũng rất tốt, phía trước còn có hồ nước, đều rất tốt. Nữ chủ nhân vô cùng cảm tạ ông. Sau đó thầy phong thủy này ra đi. Nhưng thầy phong thủy này còn có tâm xấu, đó là tìm huyệt vị cho gia đình này, 10 năm sau ắt sẽ phú quý. Thầy phong thủy muốn nhà cô sau khi phú quý sẽ đem tiền tài báo đáp mình, chính là có cái tâm xấu này. Mấy năm sau, bà cụ gia đình này qua đời, chủ nhân an táng theo như thầy phong thủy chỉ bảo. Khoảng 10 năm sau, con trai gia đình này lớn lên thi đỗ trạng nguyên, được làm quan phụ mẫu một địa phương, gia đình sung túc, gia tộc cũng phát tài lớn mạnh. Lúc này, thầy phong thủy bấm ngón tay tính, là lúc đến nhà đó lấy tiền của rồi. Thầy phong thủy nghĩ, nhà đó có tâm rất thiện, sau khi phát tích sẽ báo đáp mình. Trong tâm nghĩ như vậy, ông lặn lội đến nơi đó. Nữ chủ nhân gia đình thấy thầy phong thủy đến thì vô cùng kinh ngạc. Ngài chính là thầy phong thủy đã tìm huyệt vị cho gia đình tôi, lại gặp lại đại ân nhân rồi. Bởi vì ngài đã tìm huyệt phong thủy này mà con trai tôi hiện nay quả là cũng khá rồi, đã là trạng nguyên rồi, lại còn làm quan phụ mẫu địa phương, hưởng lộc mỗi năm 500 thạch. Bây giờ tôi muốn báo đáp ngài. Sau đó, nữ chủ nhân lấy ra 1 vạn lượng bạc trắng để cảm tạ thầy phong thủy. Nhưng thầy phong thủy rất tức giận nghĩ rằng, nhà các ngươi giàu có vậy rồi mà cho ta có 1 vạn lượng bạc thôi sao? Thực ra 1 vạn lượng bạc lúc đó đủ để thầy phong thủy sống vài đời cũng không hết. Nhưng ông ta không vừa ý, vì ông ta dự tính là 50 vạn lượng vàng. 50 vạn lượng vàng lúc đó là 1/5 quốc khố triều Minh rồi. Ông ta cảm thấy trạng nguyên có đủ khả năng lấy ra số tiền như thế này để báo đáp ông. Kết quả trái với mong đợi, nữ chủ nhân không thể cho ông nhiều tiền tài như thế. Bản thân con trai bà cũng là quan thanh liêm, chỉ nghĩ làm tốt chức trách, làm việc thực vì nhân dân bách tính, gia đình họ cũng không có thu nhập tiền tài nào khác. Hiện nay lấy ra 1 vạn lượng bạc đối với gia đình họ mà nói đã là khá nhiều rồi, gần như 1/2 toàn bộ tiền tài của gia đình để báo đáp thầy phong thủy rồi. Nhưng thầy phong thủy không biết rõ sự thực, cho rằng nhà này keo kiệt, tiếc tiền không cho ông. Ông ta vô cùng tức giận, bèn nghĩ cách khiến nhà này lụn bại. Một đêm gió lớn, trời tối đen,
thầy phong thủy chạy đến ngôi mộ nhà này để chôn bên cạnh mộ một ít đồng và thủy ngân mà các đạo sĩ luyện đan dược thường sử dụng. Ông ta biết rằng chôn những thứ này thì trong vòng nửa năm, cậu con trai Trạng Nguyên sẽ vì làm việc gì đó mà bị triều đình bãi chức quan, giáng làm thứ dân. Trong tâm ông ta nghĩ, nhà các ngươi không muốn bỏ tiền của ra, đưa cho ta có 1 vạn lượng. Lần này ta sẽ trị cho các ngươi biết tay. Kết quả nửa năm qua đi, Trạng Nguyên nhà này không những không gặp việc xấu mà lại còn rất tốt. Hoàng đế thăng quan tiến chức cho anh. Anh vốn là quan phụ mẫu địa phương, kết quả được thăng đến kinh thành làm quan văn tam phẩm. Nữ chủ nhân gia đình cũng được phong làm phu nhân. Thầy phong thủy càng thêm giàu dĩ. Việc này sao lại như thế nhỉ? Không như thế mới đúng chứ. Trình độ của mình cao như thế này, sao lại không ứng nghiệm nhỉ? Một đêm, ông ta lặng lặng đến bộ gia đình này để xem. Kết quả, những thứ ông ta chôn đã biến mất. Việc này khiến ông ta không hiểu nổi tại sao. Những thứ ông chôn khi đó rất kín đáo, không ai biết. Hơn nữa, xung quanh cũng không có dấu vết bị người ta phát hiện ra. Tại sao lại không thấy đâu? Ông ta nghĩ mãi mà không hiểu nổi. Cuối cùng thầy phong thủy này vì việc này mà u uất, cuối cùng chết. Nhưng trước khi chết, ông trải qua hồi quang phản chiếu thấy một cảnh tượng như sau. Trong lúc ông chôn kim loại ở bên mộ thì thần thổ địa cũng ở đó nhìn. Thần thổ địa này thường ngày cũng được hai mẹ con gia đình này thờ cúng. Hai mẹ con họ ngày ngày đều thắp hương trước thần thổ địa vô cùng thành kính. Ngôi mộ này cũng nằm trong địa bàn cai quản của thần thổ địa. Bình thường, thần cũng ở đó trông coi. Đúng lúc thầy phong thủy giờ trò xấu, thần thổ địa trông thấy thì rất tức giận, liền thu hai miếng kim loại này tiêu hủy đi. Thần thổ địa còn nói với ông ta rằng, người tích đức hành thiện, tự có trời giúp. Người giờ trò xấu thì cũng không có tác dụng. Thầy phong thủy nghe xong câu này liền vẹo đầu sang bên mà chết. Trên đầu ba thứ có thần linh, thiện tâm thiện hạnh của nữ chủ nhân gia đình này đã được phục báo. Cho dù thầy phong thủy giờ trò xấu như thế nào đi nữa thì cũng không có tác dụng. Thiện niệm thiện hạnh của con người mới là phong thủy tốt nhất. Từ ăn xin thành tỷ phú. Có bài báo viết về cuộc đời một tỷ phú Hồng Kông. Trước khi đến Hồng Kông, khi 10 mấy tuổi ở quê nhà, ông ta đã phải làm kẻ ăn xin mấy năm liền. Có lẽ đã trải qua thời gian đó nên ông ta trở thành người có thiện tâm, có lòng cảm thông với mọi người. Ông nói, làm người nhất định không được dậu đổ bìm leo. Ở trong xã hội, khi người xung quanh gặp phải bất hạnh hoặc bất công thì phải có thiện tâm, lòng thông cảm, dốc hết khả năng giúp đỡ họ. Còn nếu không có khả năng giúp đỡ thì cũng phải nói mấy câu an ủi, không được chê cười, càng không được dùng lời độc ác làm tổn hại đến người ta. Bởi vì làm như thế sẽ đem lại vận xấu cho mình. Bởi có thiện tâm như vậy, từ người làm công vất vả, ông mở cửa hiệu nhỏ rồi trở thành tài phiệt bất động sản, thọ trên 90 tuổi. Mấy người con trai con gái đều rất hiếu thuận, rất thiện lương. Câu chuyện lòng tốt biến một người ăn xin thành triệu phú. Khi Hà Dung Phong 17 tuổi, gia đình nghèo khó, anh cùng hai người bạn nữa đến thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc tìm việc làm nhưng không ai thuê, đành phải đi ăn xin. Khi cả ba người vật vã ngoài đường, không muốn xu dính túi, đói khát mệt mỏi, thì cô chủ cửa hàng bánh mì là Đại Hành Phần đưa ba người về căn hộ của mình, cho họ ăn uống và nghỉ ngơi. Đại Hành Phần còn chuẩn bị nước ấm để cả ba ngâm chân cho bớt phồng rộp trước khi gọi cho vài người quen nhờ tìm việc giúp cho ba cậu bé ở một thành phố khác. Trước khi đi, cô còn cho cả ba tiền tàu xe. Nhiều năm trôi qua, chàng trai 17 tuổi ngày nào đã nỗ lực làm việc trong lĩnh vực kinh doanh đồ nội thất và trở thành ông chủ thành đạt ở thành phố Thẩm Dương. Sau khi giàu có, Dung Phong quyết định tìm lại ân nhân đã cưu mang mình. Anh dễ dàng tìm được cửa hàng bánh mì của cô Đại Hành Phần và đề nghị tặng cô khoản tiền 160.000 đô la để tạ ơn. Dung Phong nói,
Nếu không nhờ lòng tốt của cô Đại 21 năm về trước, tôi đã không có được ngày hôm nay. Tuy nhiên, cô Đại vẫn một mực từ chối. Tôi không thể cầm số tiền đó, vì tôi không giúp cậu ấy làm ra nó. Cậu ấy khiến tôi hài lòng và ngạc nhiên khi vẫn còn nhớ đến tôi. Nhưng tôi sẽ không nhận số tiền này. Đó không phải mục đích của tôi. Trước sự từ chối của cô Đại, anh Dung Phong đành tặng cô một tấm biển lớn với nội dung ân trọng như sơn, lòng biết ơn nặng tựa núi cao. Dung Phong nói, cô ấy nói rằng kiếm được nhiều tiền cũng tốt, nhưng hãy luôn trở thành một con người có nhân cách, và tôi không bao giờ quên lời dặn dò đó. Bí mật một gia tộc hưng thịnh 800 năm. Tể tướng nổi tiếng triều Tống là Phạm Trọng Yêm, vốn là người xuất thân bần hàn, khi còn trẻ rất nghèo. Ông phát thiện niệm, sau này nếu được mở mày mở mặt thì nhất định phải cứu giúp người nghèo khổ. Sau này ông làm đến chức tể tướng, ông lấy lương bổng của mình ra mua ruộng nghĩa điền, chia cho người nghèo không có ruộng đất cày cấy. Ông còn cấp cho họ lương thực và y phục. Hễ họ có việc ma chay cưới xin, ông còn lấy tiền trợ cấp cho họ. Như thế, ông đã dùng thu nhập của một người để nuôi sống hơn 300 gia đình. Một lần, ông mua một ngôi nhà ở Tô Châu. Một thầy phong thủy khen ngôi nhà này có phong thủy cực tốt, đời sau ắt sẽ có quan to. Phạm Trọng Yêm lập tức quyên tặng căn nhà này, hoán cải thành học đường. Bởi vì ông nghĩ, để con cháu người dân thành Tô Châu đều nở mày nở mặt so với để mỗi nhà mình hưởng phúc thì chẳng phải là càng tốt hơn đó sao? Tục ngữ nói, giàu không quá ba đời, nhưng gia tộc họ Phạm lại hưng thịnh 800 năm. Bốn con trai Phạm Trọng Yêm đều tài đức song toàn, đều làm tể tướng và đại quan. Con cháu của nhà họ Phạm không quên lời huấn của tổ tiên, lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ và tích đức hành thiện. Con cháu đời sau của Phạm Trọng Yêm đến tận thời dân quốc vẫn không sa sút. Chỉ có tích đức hành thiện mới có phúc báo, mới có thể thay đổi vận mệnh. Người không trọng đức hành thiện thì dẫu quyền cao chức trọng đến mấy, muốn cầu phúc báo cũng không thể đắc được, bởi vì lẽ trời không cho phép. Theo các cổ tịch phong thủy ghi chép, gian tướng Tần Cối đã từng dùng quyền thế uy hiếp thầy phong thủy nổi tiếng triều Tống là Lại Bố Y, yêu cầu ông tìm cho mình bảo địa phong thủy có thể khiến con cháu đời sau đều được phong vương phong hầu, để táng mộ tổ ở đó cầu hưởng phúc vạn đời. Tính mạng người nhà bị đe dọa, Lại Bố Y đành phải tuân theo tìm nơi phong thủy ắt sinh vương hầu. Sau đó, Lại Bố Y và người nhà đến miền Nam lánh nạn, tránh sự bức hại của Tần Cối. Trước khi đi, ông đến mảnh đất phúc địa đã chọn đó, đau buồn bi phẫn nói: đất này mà không phát thì không có địa lý, đất này mà phát thì không có thiên lý. Sau này Tần Cối táng mộ tổ vào phúc địa này, còn dương dương đắc ý, cho rằng vạn sự đại cát, ắt có vận tốt. Do đó, hắn liền câu kết với ngoại bang, vọng tưởng mình có thể phong vương phong hầu. Một đêm, trời đất tối đen mịt mùng, cuồng phong mưa lớn nổi lên, sấm sét ầm ầm khiến núi sông cũng dịch chuyển, thay đổi hình dạng. Chỉ sai khác một ly mà khác biệt một trời một vực. Vốn là phúc địa, chỉ sau một đêm đã bị thay đổi thành đất diệt giả môn. Những câu chuyện văn hóa truyền thống người xưa để lại đều dạy con người cần phải có thiện tâm thiện niệm. Nhưng thuyết vô thần và triết học đấu tranh hiện nay đã tẩy não con người, khiến con người biến thành thờ ơ tàn nhẫn, sống vì ham muốn dục vọng. Con người không còn tin vào thần Phật, không còn thiện niệm. Khi con người không còn thiện niệm thì họ làm việc ác, việc xấu mà hoàn toàn không tự biết, khiến ác báo đã xảy ra khắp nơi trong xã hội. Văn hóa truyền thống vốn có trách nhiệm với sinh mệnh con người, nhằm vào sinh mệnh và vũ trụ để suy xét, nhận thức vấn đề, có thể lý giải nguyên nhân sinh ra và tồn tại của con người. Thuyết vô thần, triết học đấu tranh là tà thuyết vô trách nhiệm với sinh mệnh con người, là thứ làm hại thế nhân, vì nó phá hoại thiện niệm và phúc báo của con người, chỉ đem lại ác báo và sự tiêu hủy sinh mệnh. Nhân thế ngày nay, tai nạn hoành hành, đạo đức hỗn loạn bại hoại, xã hội nguy cơ trùng trùng đều là ác báo do con người mất đi thiện niệm.
con người muốn tự cứu mình chỉ có lựa chọn thiện tâm, thiện hạnh. Văn hóa truyền thống cho rằng thiên nhân hợp nhất, con người chỉ có hành xử thuận theo cái mà người hiện đại gọi là quy luật tự nhiên, còn như lời người xưa gọi là lẽ trời thì mới thuận lợi. Tìm cầu bên ngoài không bằng tìm từ nội tâm, thiện tâm hành thiện chính là phong thủy tốt nhất. Quý vị và các bạn thân mến, video xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi chương trình và hãy để lại bình luận bên dưới để cùng chia sẻ nhé. Nếu thấy chương trình ý nghĩa, quý khán thính giả hãy tặng Đông Tây Kim Cô một like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Còn bây giờ, Minh Đức xin chào và hẹn gặp lại.